Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó thì nhân dịp cuối tuần cũng khá là im lặng và giá cả cũng rất là tốt. Bây giờ giá của BTC là khoảng chừng 21.700 đô. Thì hôm nay Thuần sẽ không chia sẻ những cái tin tức với các bạn mà Thuần muốn dành thời gian để mà trả lời một số những câu hỏi của các bạn liên quan tới ví lạnh. Và đây là một cái đề tài mà Thuần đã hứa với các bạn cách đây vài tuần rồi. Như bạn cũng đã nhớ là cái đây vài tuần đó thường có hỏi các bạn trên những mạng xã hội cũng như là trên YouTube đó, các bạn có những thắc mắc gì Đi mà nơi ví lạnh, thùng sẽ cố gắng làm một video để mà trả lời và đây chính là cái video đó. Và các bạn để lại rất nhiều những câu hỏi cho Thuận thì Thuần đã cố gắng tập trung những câu hỏi này lại và Thuần sẽ trả lời 24 câu hỏi phổ biến nhất liên quan tới ví lạnh. À, tại vì ví lạnh có 24 ký tự, Thuần sẽ dùng con số 24 này để mà quy ra 24 câu hỏi. Nhưng mà trước khi mà Thuần đi vào chi tiết đó, thì Thuần có một số điều chung Thuần muốn chia sẻ với các bạn. Thường nghĩ là sau khi thường chia sẻ những cái vấn đề chung này ra nhiều thắc mắc sẽ được giải tỏa Và đương nhiên có một số những câu hỏi như là Ví lạnh có cần để trong tủ lạnh hay không thì đương nhiên thường nghĩ là thường không cần phải trả lời những câu hỏi này rồi Và những cái thắc mắc các bạn đó nhất là những cái lo lắng đó phần lớn là cái lo lắng chung không phải chỉ riêng bí lạnh Mà cái lo lắng này đó là cho tất cả các loại ví luôn Giống như là nhiều bạn lo lắng là mình mua cái ví lạnh rồi họ cho mình 24 ký tự Thì câu hỏi là 24 ký tự này đó chúng ta có lo lắng là những công ty như là là công ty Ledger, công ty rồi Những công ty ví lạnh họ biết Nếu họ biết ta chúng ta có lo lắng là họ sẽ lấy tiền của mình hay là không Thật ra các bạn cũng đã biết là các bạn à, sử dụng bất cứ cái ví nào cũng vậy Các bạn sử dụng cái ví Con98 hay là cái ví Metamask à, Ví Trust Wallet, ví Blockchain, những ví lạnh Tất cả các ví đó thì à, họ đều đưa cho các bạn 12 hay là 24 ký tự Cho nên đây là một cái lo lắng chung của tất cả các ví Thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa Nhưng mà đây không phải là liên quan riêng về ví uh, lạnh mà đây là một câu hỏi chung cho tất cả các ví luôn cho nên nếu như các bạn lo sợ là những ký tự đó đó là cái công ty phát hành có thể biết được thì các bạn cũng nên lo sợ là công ty Metamask hay là Trust Wallet cũng sẽ biết tại vì các bạn tạo ví thì cũng quá trình tương tự như vậy cái đó đó là liên quan đến uh, bankruptcy có nghĩa là nếu lỡ như là công ty Ledger hay là Trezor đó, những công ty bán ví lạnh mà họ phá sản thì ra sao à, lúc đó tiền có mất hay là không thì cũng tương tự các bạn có đang hỏi những câu hỏi tương tự khi mà ví Minamax công ty Minamax phá sản thì sẽ ra sao những cái ví khác cũng tương tự như vậy trên đây là cái lo lắng chung tôi cũng sẽ chia sẻ một chút về vấn đề này một lát nữa và đương nhiên nhiều bạn nói là lỡ như mà bị hacker tấn công đó mình để lên sàn thì có thể là sàn sẽ bồi thường cho mình khi mà mình để chiếc ví lạnh thì bị hacker lấy đi thì có ai bồi thường hay không thì các bạn cũng nên hiểu đây là cái lo lắng chung của tất cả các ví mà các bạn sử dụng chứ không phải là chỉ riêng ví lạnh đâu ví metamask cũng có thể là bị hacker tấn công như nhiều bạn biết ví trust wallet cũng như vậy và nhiều ví khác các bạn sử dụng cũng như vậy mà thôi cho nên rất nhiều những lo lắng là lo lắng chung chứ không phải là riêng về ví lạnh và một câu hỏi phổ biến nữa đó là nên mua ở đâu câu trả lời này đó đơn giản nhất là nếu như mà các bạn đó ở nước ngoài nhất là ở Hoa Kỳ đó thì các bạn nên mua trực tiếp từ cái trang web mà bán vi lạnh đó giống như các bạn mua Ledger thì các bạn có thể lên ledger.com hay là các bạn muốn mua cái ví Trezor thì các bạn có thể lên trên trezor io thì các bạn mua trực tiếp đó là cách mua an toàn nhất mà thuận biết Đương nhiên có rất nhiều những cái công ty thứ ba bán ví lạnh giống như các bạn có thể mua thông qua Amazon vân vân. Thuận thì chỉ tin tưởng mua trực tiếp từ trang web chính thức mà thôi. Nhưng mà có một số bạn thì ở một số quốc gia như là Việt Nam đó thì nhiều bạn nói là mua trực tiếp như vậy dễ lâu tốn phí thậm chí là có thể gặp vấn đề liên quan hải quan thì cái đó thường không có rõ. Nhưng mà như mà nào mà ở Việt Nam đó thì các bạn có thể biết một trang web đó chính là store thuậncapital com thì dự báo thủ này trong web này có phải là có thuận hay là không thì cô trả lời là đúng đây là một trang web là một bạn admin bán cái ví này bản thân tôi thì không có bán nhưng mà admin trong nhóm thì có bán cái ví này và có thể gửi trong nước Việt Nam nhưng mà nào mà có thú thì tất cả những cái link tôi để bên dưới cái video này và trước khi mà chúng ta đi vào những câu hỏi chi tiết đó thì tôi nghĩ là dành một vài phút để mà nói về khái niệm của ví crypto là gì tôi nghĩ là sau khi hiểu được đó, các bạn sẽ hiểu thêm và cái sự lo lắng thường nghĩ là sẽ được giải tỏa một phần nào đó thì ví crypto là gì thì định nghĩa đó ví crypto là một cái chương trình phần mềm hoặc là thiết bị vật lý cho phép bạn lưu trữ tiền điện tử của mình và cho phép gửi và nhận các giao dịch tiền điện tử ví crypto đó thì bao gồm hai cặp khóa khóa cá nhân và khóa công khai thì có thể các bạn sẽ hỏi là khóa cá nhân là gì khóa công khai là gì thì hiểu đơn giản đó khóa công khai là cái địa chỉ ví mà các bạn có thể dùng để mà nhận tiền bất cứ ai cũng có thể gửi tiền đến địa chỉ ví đó còn khóa cá nhân đó là dùng để mà ký những giao dịch nếu như các bạn muốn di chuyển tiền trong cái ví đó đó là khác biệt giữa khóa công cộng và khóa cá nhân khóa công cộng á, thì các bạn có thể đưa cho bất cứ ai họ có thể gửi tiền vào nhưng mà chỉ có khóa cá nhân thì mới có thể di chuyển được cái số tiền đó mà thôi cho nên À, có rất nhiều người đó, hồi xưa đến giờ, rất nhiều người nói đó, mình là Satoshi Nakamoto Nhưng mà cái cách mà chứng minh đơn giản nhất đó là những cái Bitcoin đào đầu tiên đó Thì cái số lượng Bitcoin đó, ai mà có khóa cá nhân có thể di chuyển được cái số Bitcoin đó Thì có thể chứng minh được mình chính là Satoshi Khóa cá nhân rất là quan trọng, chứng minh được bạn là chủ sở hữu của cái ví đó Tại vì ví điện tử đâu có tên đâu có đăng ký gì đâu khóa cá nhân là cái duy nhất mà các bạn khó để chứng minh mình là chủ sở hữu và di chuyển số tiền đó để hình dung một cách đơn giản hơn đó đương nhiên đây là một cái ví dụ đơn giản mà thôi bản thân thuận thì không phải là một người chuyên về công nghệ thùng muốn chia sẻ những gì các bạn cần nên biết về cái góc nhìn của một nhà đầu tư mà thôi thì giống như các bạn thấy trên màn hình á khóa công khai giống như là một cái hộp để mà đựng tiền đó giống như là cái hộp quyên góp tiền đi thì uh, ai cũng có thể bỏ tiền vào đó miễn là họ biết cái hộp đó đâu họ sẽ có thể tới để mà bỏ tiền vào còn khóa cá nhân đó thì chỉ người nào sở hữu khóa cá nhân thì mới có chìa khóa để mà mở tiền để mà lấy tiền trong đó đem đi nơi khác mà thôi chứ còn những người mà chỉ biết khóa công khai thì đương nhiên họ chỉ có thể bỏ tiền vào chỉ ai có khóa cá nhân mới có thể di chuyển từ tiền trong đó và các bạn có thể hình dung là cái hợp quyên góp tiền này đó là màu trong suốt cũng giống như là blockchain gì đó trên blockchain đó tất cả những giao dịch đều có thể nhìn thấy được đây là một ví dụ đơn giản mà thường muốn chia sẻ với các bạn thêm vào đó đó thì các bạn sẽ hỏi là ở đâu mà có khóa cá nhân ở đâu mà có khóa công cộng thì hiểu đơn giản đó là khóa cá nhân có trước rồi sau đó từ khóa cá nhân mới có khóa công cộng rồi sau đó từ khóa công cộng đó dùng một cái thuật toán để chuyển đổi qua cái địa chỉ ví các bạn có thì để hiểu đơn giản hơn đó có một trang web đây là trang web bitaddress.org thì các bạn có thể thấy được đó là hiểu đơn giản đây là một cái cách ngẫu nhiên các bạn có thể di chuyển con chuột ở bất cứ nơi nào trên màn hình này đó thì đây là một trong những cách ngẫu nhiên mà các bạn có thể tạo ra một địa chỉ ví của BTC và khóa cá nhân thì giống như là thường tiếp tục di chuyển đi thì các bạn thấy được là đã có một hàng loạt số ngẫu nhiên rồi và chữ ngẫu nhiên sau đó chúng ta sẽ thấy được là mạng lưới sẽ dùng cái số ngẫu nhiên đó mà các bạn tạo ra làm địa chỉ công cộng và khóa cá nhân Bitcoin address địa chỉ công cộng và private key khóa cá nhân của các bạn thì hiểu đơn giản đó khóa cá nhân là một cách chứng minh cho bạn là chủ sở hữu của địa chỉ ví giống như là các bạn thấy được là chúng ta có một ống khóa đi thì rất dễ dàng để chứng minh được ai là người sở hữu cái chìa khóa này và có thể mở được ống khóa đó nhưng mà ngược lại nếu như mà các bạn chỉ biết địa chỉ ví công cộng thôi làm sao chứng minh được hay là làm sao tìm được cái khóa để mở cái ống khóa đó là điều cực kỳ khó cho nên đó là cái cách bảo mật của mạng lưới btc và những mạng lưới khác sử dụng công nghệ kỹ thuật toán và đương nhiên cái cách mà các bạn tạo ra khóa cá nhân và khóa công cộng đó là một cách làm theo cái số ngẫu nhiên mà chỉ là bạn tạo ra mà thôi chứ không ai biết hết giống như là chương trình này đó các bạn có thể tải về cái máy vi tính của các bạn các bạn có thể là ngắt internet các bạn vậy có thể sử dụng được cái chương trình này và khi mà các bạn tạo xong rồi đó thì các bạn có thể dùng con số đó rồi sau đó dùng cái được số để mà quy ra cái khóa cá nhân và cái khóa công cộng như là các bạn sẽ nhìn thấy ở trên cái màn hình hy vọng đây trả lời được câu hỏi của nhiều bạn là ở đâu mà có khóa cá nhân, khóa công cộng có phải là công ty ví đưa cho bạn hay không thì không phải. Đây là một cái cách chuyển đổi cái chữ và số ngẫu nhiên của bạn thông qua kỹ thuật số để mà quy ra khóa cá nhân và khóa công cộng. Và cái công nghệ mà sử dụng đó thì nhiều người nói là thuật toán xa 256 đó là cái thuật toán mà những cái đồng lớn như là Bitcoin sử dụng. Thì nhiều bạn hỏi là chúng ta có thật sự là an toàn hay là không khi mà chúng ta dùng cái số và chữ ngẫu nhiên quy ra cái khóa cái nhân trước rồi sau đó quy ra cái khóa công cộng để các bạn có thể gửi vào rút tiền thì uh, ai đó có cái khóa công cộng thì họ có cách nào để mà tìm thấy được khóa cá nhân để mà lấy tiền các bạn hay là không sa 256 đó, thực toán này có thật sự là an toàn hay là không thực toán đó, nếu nó an toàn 100% đó, thì đương nhiên là không có thực toán nào hết nhưng mà thực toán mà sa 256 đó là thực toán mà an toàn nhất mà chúng ta uh, sử dụng hiện tại giống như là các bạn thấy là sa 256 đó không phải là chỉ sử dụng riêng cho crypto mà chúng ta thấy được là SHA-256 đó như mình mà nhìn thấy trên màn hình đó Là một trong những thực toán mà chuyển đổi chữ số ngẫu nhiên ra thành một hàng chữ số khác Đây là một cái công nghệ sử dụng trong email, sử dụng trên internet, sử dụng cho ngân hàng, cho hãng hàng không Sử dụng thấp nơi trên thế giới thậm chí để mà bảo vệ những cái tài liệu cực kỳ cơ mật của những quốc gia cho nên một ngày nào đó đó nhiều bạn nói là sẽ có ai đó sẽ phá được cái thuật toán SHA 256 này thì lúc đó Bitcoin đó sẽ coi như là không còn giá trị chỉ về con số 0 tôi nghĩ là một ngày nào đó nếu như mà ai mà phá được thuật toán 256 này đó thì lúc đó tôi nghĩ là Bitcoin không phải là vấn đề chúng ta cần phải quan tâm đến mà chúng ta cần phải quan tâm đến là những cái máy bay có thể là được điều khiển từ xa bị khủng bố khống chế chúng ta cần phải quan tâm đến là ngân hàng của các bạn à, sẽ bị người ta tấn công vào để mà lấy hết tiền thậm chí nhiều quốc gia có thể là bị tấn công trực tiếp để mà lấy những tài liệu cơ mật và sẽ có chiến tranh khắp nơi. Tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến. Cho nên thuật toán 256 là thuật toán mà tin tưởng hiện tại cho những điều mà cơ mật nhất mà chúng ta biết, đó là cái sự hiểu biết của thuận về thuật toán, Thuận biết là sẽ có nhiều bạn rành hơn về cái vấn đề này cho nên những bài đó có thể là cho các bạn hiểu thêm, nhưng mà Thuận chỉ muốn chia sẻ về góc cạnh cho nhà đầu tư để các bạn hiểu thêm về vấn đề này và chúng ta nhìn vào ví đi có thể thấy được là có nhiều loại ví khác nhau, các bạn nói là chúng ta có ví giấy, chúng ta có ví sàn, chúng ta có ví ví dụ, chúng ta có ví trên mạng, rồi ví cứng. Nhưng mà thật ra tất cả những loại đó có thể quy ra đơn giản là ví lạnh hay là ví nóng. Ví nóng hay còn gọi là cái ví online đó, thì cái ví nóng này đó là một cái ví mà liên tục kết nối với internet. Hiểu đơn giản, những ví như là các bạn sử dụng cái ví MetaMask đi, một ví dụ rất phổ biến. Đó là một cái ví nóng nếu các bạn sử dụng trực tiếp ở trên browser của của các bạn đó thì đó là một cái ví nóng thì ví nóng đó là cái ví online thường xuyên và khi mà online thường xuyên như vậy thì đương nhiên các bạn sẽ có khả năng là bị hacker tấn công và tấn công trực tuyến cao hơn nhưng mà ngược lại đó thì cái và ví nóng nó lại rất là tiện lợi cho nên ví nóng nó là một cái ví mà được sử dụng thường xuyên nếu như các bạn là một trader các bạn để một số tiền để các bạn di chuyển thường xuyên đó, thì ví nóng rất là tiện lợi ví lạnh đó, ngược lại thì khác với ví nóng ví lạnh hay còn gọi là cái ví cứng đó, đây là một cái ví mà không kết nối với internet thường xuyên và đương nhiên vì lý do đó nó nó an toàn hơn khó bị tấn công online hơn rất là nhiều và ngược lại thì cái ví lạnh rất là bất tiện các bạn suy nghĩ đi các bạn bên ngoài các bạn cần phải gửi tiền nhanh chóng mà các bạn không có cái ví cứng bên tay các bạn sẽ không gửi được nhưng mà ngược lại cái à, ví nóng thì các bạn có thể gửi ngay lập tức cho nên ví lạnh ví nóng nó có ưu điểm và có nhược điểm khác nhau tùy theo là các bạn sử dụng vì cái lý do gì nhưng mà cái ví lạnh thì phù hợp nếu như mà các bạn muốn an toàn hơn các bạn lưu trữ số tiền lớn và lưu trữ dài hạn mà không có di chuyển nhiều thì cái ví lạnh sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn Trên thực tế nó một bình thường như là thuận với các bạn thì à, sử dụng cả hai giống như bản thân thường cũng sử dụng một số ví nóng cái số lượng crypto mà các bạn di chuyển thường xuyên hay là dùng để trade thì có thể là dùng ví nóng à, ngược lại cái số lượng tiền mà lưu trữ để mà để dành lâu dài đó thì thì thể dùng ví lạnh và bên tay phải các bạn thấy được là đây là một số ví dụ à, bên trên này là ví nóng bên dưới này là ví lạnh ví nóng chúng ta có những ví như là Exodus, MetaMask và chúng ta thấy được là những sàn thì cũng sử dụng ví nóng giống như là Binance, Coinbase, OKX họ cũng sử dụng ví nóng nhưng mà họ cũng sử dụng một số ví lạnh ví nóng họ dùng để mà lưu trữ tiền để các bạn rút thường xuyên nhưng mà ví lạnh thì họ lưu trữ để an toàn hơn à, ví lạnh bên dưới này đó thì đương nhiên các bạn thấy được là những cái ví dụ như là à, Trasur, Ledger là hai cái loại ví lạnh mà thường sử dụng nhiều năm rồi. Như là các bạn thấy trên uh, tay của Thuận, thường, thường sử dụng Trasur uh, và Ledger đó cũng đã 5, 6 năm rồi. Và Thuận cũng uh, có một cái Trazo uh, Model T Thuận cũng chưa có mở hộp để mà sử dụng. Đó là ví dụ của ví lạnh và hiểu đơn giản hơn đó, một cái ví dụ thường có thể cho các bạn hình dung Đó chính là ví nóng giống như là tiền mặt các bạn bỏ trong túi gì đó Thì các bạn tiền mặt thì sử dụng rất là nhanh chóng, tiện lợi à, Nhưng mà các bạn cũng có thể là bị người ta ăn cắp tiền dễ hơn Ngược lại các bạn nghĩ đến ví lạnh giống như là tiền các bạn gửi trong ngân hàng gì đó Thì nếu muốn lấy tiền các bạn phải chạy tới ngân hàng Các bạn phải lấy thẻ ATM để mà rút Nếu rút nhiều các bạn cần phải đi vào trong ngân hàng để mà xác minh thân phận Trước khi mà rút cái số lượng lớn Thì đương nhiên nó sẽ có cái độ an toàn cao hơn đó là ví dụ của ví nóng và ví lạnh để các bạn hiểu đơn giản hơn và đây là những cái tài liệu tôi nghĩ là căn bản cho một nhà đầu tư cần nên hiểu đương nhiên nếu các bạn muốn hiểu thêm về thuật toán sa 256 hay là hoạt động chính thức của khóa cá nhân hay là khóa công cộng đó thì có rất nhiều những cái video ở trên mạng để các bạn có thể tìm hiểu thêm thường chỉ muốn chia sẻ những gì căn bản nhất các bạn cần phải nắm được mà thôi trước khi chúng ta đi vào những cái Q&A những câu hỏi và câu trả lời của Thuần Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got